Xin chào các bạn, trong nội dung này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa cái lỗi mà nó không cho phép preview cái file giao diện ở trong Android Studio khi mà chúng ta lập trình. Đúng ra thì cái chỗ preview này nó phải hiển thị những cái view mà chúng ta đã thiết kế ra ở cái chỗ file XML này. Nhưng mà thực tế ở đây chúng ta đang gặp cái vấn đề đó là nó không hiển thị, và ở phía trên góc phải này nó có một cái nút màu đỏ chấm than này, khi chúng ta kích vào ấy thì nó bảo là render problem. Thế trỏ xuống đây thì nó có một cái gợi ý đó là chúng ta refresh, nhưng mà kích vào đây thì ở đây cũng chẳng có hiện ra cái gì hết. Vậy thì bây giờ có cách rất là đơn giản, mình sẽ bày cho các bạn là sao để chúng ta sẽ sửa được cái vấn đề này. Đó. Ok, bây giờ chúng ta mở cái project chứa cái file bị lỗi giao diện này ra. Ok, rồi sau đó là vào cái mục res, sau đó vào value đó, sau đó thì chúng ta chọn style.xml đây. Mở ra ở cái mục theme đây này, theme.app.compat.line đây này, các bạn thêm một cái từ đó là base chấm. Ok, rồi bây giờ thì các bạn sẽ quay trở lại cái file giao diện chúng ta này, đó, mở cái mục preview ra. Đó thì bây giờ cái nội dung chúng ta đã hiển thị ra đây rồi. Ok, rồi có thể mở xem một số file giao diện khác nữa, ví dụ như thế này đó. Đây, đây thì bây giờ nó đã hiển thị ra đây rồi. Ok, xin chúc mừng các bạn. Bây giờ chúng ta đã fix xong cái vấn đề mà chúng ta đã gặp phải, đó là cái preview ở trong Android Studio nó bị miss, tức là không hiển thị được cái preview cho chúng ta.